Rồi, mình xin chào các bạn. Cái ngày Tết thì ở quê thì thường là làm dưa cải nè, kho thịt nè, làm mứt dừa nè. Dưa cải là một món không thể thiếu trong những bữa cơm ngày Tết, ngoài dưa kiệu này kia. Hôm nay nhà mình làm dưa cải, mình sẽ quay cho các bạn xem. Video này mình quay cũng 1-2 ngày trước rồi, nhưng mà hôm nay mình mới làm nếp lên được, các bạn xem. Chúc các bạn có một mùa xuân thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hai cha con bảy giờ về tới. Chị Huy thì chỉ chạy xuống Trà Vinh rồi, vài bữa nữa chị mới lên tiếp. Đây là cải, cái này chị mua nhiêu chục ra? 50 ngàn một chục, một chục, nhưng mà một chục tới 12 cây chứ không phải một chục 10 cây. Cây cải này có ký lô á hai. Ôi luộc rồi nó teo dữ vậy nè. 12 cây đủ. Đây là cây cải này nhỏ. Cái cải này sau khi mình phơi một nắng cho nó héo rồi, một là mình rửa trước rồi mình phơi, còn hai là mình phơi trước rồi mình rửa cho nó sạch, phơi một nắng là khoảng một ngày cho nó héo nó mềm. Rồi bây giờ rửa sạch, tại vì cái này mình phơi rồi mình mới rửa, cho nên là phơi xong rồi rửa. Còn có thể là mình mua về mình rửa xong rồi mình thêm phơi cũng được. Rửa xong rồi cái mình phơi, cái mình làm mình thổi trụng. Nấu nước muối, nấu muối hẩm hẩm còn nóng nóng hơi hơi ấm ấm vậy đó. Đổ vô nè. Cải nhận vô. Nó héo thẳng rồi nè. Nhận vô. Cái là cái này khỏi trụng không á. Cái này nó trụng sơ thôi, cái này bị nó không héo luôn. Bây giờ là nhà mình mấy vợ mình chuẩn bị trụng cái cây cải này. Hôm nay làm khoảng 30 cây. Hôm nay mua ngoài chợ, năm rồi mình vô vườn mình mua cải mà người ta bị ấy sâu. Nhưng mà năm nay không có, mình phải mua ngoài chợ. Cái này còn một nồi bánh hấp, cái nồi là nồi cuối nè. Chờ nước sôi mình trụng cái cải, dưa cải. Cái này mình chỉ trụng sơ thôi chứ không có trụng lâu. Sau đó mình nấu nước đường, mình mới đổ vô hũ mình ủ. Đường với muối. Mình vớt như vậy rồi bao lâu mình mới nấu nước muối với đường á? Vậy là mình vớt ra mình ủ lại một đêm. Ngày mai mình mới bỏ nước đường với muối vô. Mình kiếm một cái gỗ bự hoặc là một cái như vậy, nó phải lủng lỗ cho nước nó rõ xuống. Mình lấy lá chuối, mình tấn xong rồi mình bỏ chính giữa, mình nó đầy xong rồi mình mới ủ lại, mình đè lại. Mình bẻ lá chuối lại xong rồi mình dằn cái tấm thớt gì lên nặng nặng lên. Các bạn thấy bây giờ nó màu xanh đúng không? Mai là bắt đầu nó chuyển màu. Chuyển màu nâu nâu á.
Như vậy là cái nước trụng ngày sớm là mình bỏ thêm miếng muối. Miếng muối viên tí đường. Má bỏ một miếng muối vô. Nấm mờ đâu. Nấm nhiều đó. Một nấm vậy. Vậy là bỏ nhiều lắm, khoảng chừng nó hơi mặn mặn vậy đó. À 4 5 muỗng ăn canh á. À. Ừ. Nồi này khoảng 4 5 muỗng ăn canh. Nếm rồi má có bỏ đường vô chưa? Chưa. Đường sáng làm cũng được, sáng là thắng. Thắng cho nó vàng vàng vậy đó. À thắng giống như là nước màu nhưng mà nó lợt hơn. Lợt hơn nước màu. Xong rồi mình bỏ vô đây để cho nó có màu. Bỏ vô đây luôn. Để cho nó có màu. Dưa cải nó vàng. Giống như mình nhậm màu cho dưa cải. Cái này má thắng đường bỏ ở đây hả? Không có, cái này là mứt. Cái này là khóm. Cái này là đậu phộng. Cái này là chuối phơi khô xong mình sắc sợ nè. Còn cái này là dừa. Dừa này là dừa nạo, chưa vắt nước. Mình nạo xong mình chưa vắt nước cốt. Cái này má làm mà má không có vắt nước cốt luôn. Má bỏ xác dừa vô má làm luôn. Đi có kéo mời mấy cây đưa ra phủ đưa không? Vậy là má bỏ miếng nước vô đường. Ừ. Nó ra, đường. Đầu tiên là mình bỏ khóm vô. Khóm mình sắc thành miếng nhỏ nhỏ. Cái này má đỏ bỏ nhiêu đường? 400g đường, một trái khóm, một trái dừa. Chuối đó má có cần không? Nửa trái dừa hả? Nửa trái dừa. Nửa trái dừa, chuối 1kg. Sau khi khóm nó trong rồi bắt đầu mình bỏ chuối vô. Dừa đó chừng nào mới bỏ. Mực gì vậy? Mực da mực, da mực nang. Da mực nang là nó dạy cui vậy đó. Mà mực nang mà bỏ da còn mực. Gì ăn? Đâu đây thử ra coi ngon nha. Này cho 1 lít rượu nữa coi. Trời ơi. Làm vậy cho người ta sợ. Đó. Trời ghê vậy. Đây ca, ca chở mới, rượu mít đó nha. Ta đẩy vô hầm mình nhai luôn. Rượu mít á. Nó giòn giống như là gân gì á. Cảm ơn. Góp cho nghe ca ha. Ừ. Ca bự á, như em có đủ. Giống như đổ xăng vậy hả? Ta cho nguyên hồng ra ọc luôn đi góp ca chi. Ủa coi còn cái nổi nổi này là trứng mực hả? Đâu phải. Trứng, trứng. Gừng, trời ơi, trời ơi. Gừng vậy đó. Gừng mà bỏ bà vậy bỏ như bèo vậy vậy. Nè chị. Đây. Đừng phỏng mỏ chị.
mồi nhậu mà mấy cô này làm khí thế ăn vậy. Ăn đi. Ăn đi, ăn nào ngán thôi. Ăn rồi còn dắt khăn vô miệng nữa kìa. Sợ nó nhiễu nhão. Ăn cái chuyện phỏng mỏ. Nói biểu thể đại vô, thể đại vô đi. Quy lâm mới đại ăn cái này á. Vậy hả? Không nha. Cái này nhìn giống giống cái con gì, con sâm mới lần đầu tiên ăn đó. Con gì đó, con sâm biển gì đó. Khoái là cái gì không? Khoái cái chảy mưa ớt này nè. Ngon. Phải làm đó. Cái chảy mưa ớt này chưa ăn là đã chảy nước miếng rồi. Mình ăn dính nó uống bia. Sặc luôn, nó bậy, nó bậy sặc luôn. Ba ăn với ba. Không phải muốn ăn này dễ đâu, bao nhiêu cũng được. Chả chuối vậy, làm cái này nó ít đường hơn chả chuối. Chuối thì là cái chuối thì cái đường. Cái này mình xào. Cái này gọi là mức sỏi. Chuối. Chuối sỏi. Nó tới đường nó được, nó thơm, nó nhít tới đường. Khi nào nó gít gít, nó nặng tay. Nặng tay. Chị Huy đây thử ai nặng tay là chị Huy biết à. Nó hơi thơm thơm. Nó đã bốc mùi quá thơm rồi. Mức đã bốc mùi và nó bắt đầu nó kẹo, nó dẻo lại. Cái này mình phải đảo liền tay, không thôi là nó sẽ bị khét. Nhà than mình để riu riu thôi, không có chụm lửa luôn. Trong nhà đang bài ra ăn da mực. Nó bỏ nữa ít quá. Rác nữa nhiều được rồi. Rác nữa nhét ra rồi nó giải lên mặt nữa. Cái đó là mè nó. Mè. Mè đó mình rang rồi. Chuối khô mình làm vậy nó nhanh, còn làm kẹo chuối là chuối tươi á, mình xào rất là cực, rất là mệt, rất là lâu. Thế giờ trễ à. Ô thấy có hùng bia rồi nha. Có trái dừa nữa. Này nhép nhép nha. Có mình bảy nhậu hả? À? Một mình bảy nhậu, ba người phá mồi.
gái nó thèm nó bỏ cái cả. Nó biết ăn mực nó hả? Trời ơi chị làm nhỏ quá vậy, chẳng hai làm mà đau ghê ghê ghê. Làm giống hề quá Mỹ ơi. Nó nghe không nó. Là nó cầm nó ăn được rồi đó đó. Hồi nó teo rồi, còn chút xíu khô nước rồi. Hoa vàng trên cỏ xanh. Hoa vàng. Nhắc đồ phộng mà. Đó, hoa vàng trên cỏ xanh. Miếng ăn mát nó rất biệt chưa. Em năng cái này là xào bằng sát dừa chứ không phải nước cốt dừa. Cho nên là phải thử. Thơm quá nhỉ? Dạ. Thơm quá ba. Phải ăn thử coi nó có khác biệt gì. Ba kiểu gì đó. Ba thích nha. Bởi vì mẹ làm cho ba ăn nè. Nó còn nóng cho nên mình chưa đó. Chú này hay chua. Cứ cao chua mà. Cao chua. Cao chua hả? Chua thôi Kim. Cao chua. Chú này cao chua cho nên là chua chua ngọt ngọt. Cái này má ép xuống giống kẹo chuối à. Ép chắc ra miếng miếng. Tưởng nó là múc dít lấy cái đĩa dít dít chứ không, không có làm dít. Tao làm này theo hồi xưa. Hồi xưa ở dưới ruộng tao làm gì không à. Vậy là làm cái này theo công thức xưa. Nó ở dưới ruộng nó làm vậy nè. Đơn giản vậy hả. Rồi có khi không có chuối thì tao làm bằng đu đủ với mít. À đu đủ có mít con có ăn đu đủ rồi. Còn non đó chưa mổ dịch á. Nó cũng gần mỗi dịch rồi đó, nó chưa có mỗi dịch. Bào, đu đủ bào. Bào mỏng. Rồi mít nữa. Xé mít ra. Mít thơm à. Ừ, mít với đu đủ. Ờ, bây giờ mình có chế đu đủ, có mít. Mít có rồi. Thiếu đu đủ. Đu đủ nè. Đủ này chín sao làm được em. Đủ này chín rồi. Đu đủ non á, nó mới giòn. Ủa, chai gì vậy ta? Chai nước muối à, nước muối gừng cho ba mày không ngậm đó. Gừng, tỏi rồi. Ủa vậy là cục đường này nửa ký là mẹ xài có nhiêu? Xài nhiêu đó, còn chừa lại nhiêu đây đi. Vậy là một gốc tư hả? Ừ. Một gốc tư hả? Trời nhiêu cải đó mà có một chút đường ha mà. Cho thắng gà nó nhiều. Mẹ thắng cho nó kẹo rồi mẹ mới bỏ vô hả? Thắng cho nó ra rồi cho nó hơi vàng.
nó vàng mà nó không vàng hung vậy đó, vàng vàng mà sao đường giờ làm giống như đường thốt nốt quá ha, giống đường thốt nốt quá, nó dễ nhẹo mà. Ủa vậy là cục đường này nửa ký, nửa ký là mẹ xài có nhiêu? Nó xài nhiêu đó, còn chờ lại nhiêu đây đi. Vậy là một gốc tư hả? Ừ. Một gốc tư hả? Chợ nhiêu cái đó mà có một chút đường ha mà. Chứ thắng ra nó nhiều. Mẹ thắng cho nó kẹo rồi mẹ mới bỏ vô hả? Thắng cho nó ra rồi giờ cho nó hơi vàng. Cái vàng mà nó không vàng hung vậy đó. Vàng mà sao đường giờ làm giống như đường thốt nốt quá ha, giống đường thốt nốt quá, nó dễ nhẹo mà. Thơm phớt luôn. Màu dưa cải rồi đó, giao màu dưa cải rồi nè, vàng 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 thơm khớp vàng vàng. Chị Quy là cô Năm ở dưới mẹ, cô làm cô cắt lá bỏ trơn còn nguyên cái bắp chuối chuỗi vậy đó, chị Quy là ngon lắm. Ừ. Tại mình để lá đang ăn để bỏ uổng. Trời ơi, bởi vậy mấy cái đầu mẹ để, mấy cái sau con cắt, chục cây sau con cắt trời. Đó mẹ, cái này con cắt lắm. Ôi ăn cái cọng gì nó ngon. Đó, giờ mẹ xếp vô trong cái lô. Trời ơi, Tết ở quê mình là vậy đó. Lúc nào cũng có một lu dưa cải. Lu dưa cải với nồi thịt kho. Nồi thịt kho, rồi dưa hấu à, chủ yếu nhiều đó, ăn Tết đủ rồi. Quê ăn Tết vậy đó. Mấy cây dưa vải bự đó ngon quá trời mẹ. Bắp đã ha. Cái đó mai mốt ăn trội giòn ngon. Con người thấy vậy hả, mỗi khi Năm làm nhiều quá xong qua Tết để lũ khủ chua lét, nay mua ít ít ăn vừa đủ rồi thôi. Mấy cái nhà lận mệt chứ đâu phải một nhà này ăn không, nhiều món. Chị Tư mày nó cũng không làm, chị Hai mày cũng không làm, làm đây cho nó ăn luôn, nó ăn nó nhiều nó đâu có làm. Giờ mẹ thắng cái đường hồi nãy nè, mẹ thắng cho nó hơi vàng kẹo kẹo á, rồi mẹ đổ vô trong cái cải đó hả mẹ? Đổ vô trong cái nước muối đó. À cái nước muối thì hôm mẹ nấu á hả? Ừ. Vậy là cái nước mình trung cải xong rồi mình bỏ muối vô cái nồi đó. Giờ là bỏ đường vô trong cái nồi đó, xong rồi là đổ vô trong cái hũ. Rồi là đậy lá chuối lên vậy xong. Ủa đơn giản vậy hả? Vậy ở chứ có gì đâu khó. Bởi vì không học thôi. Không học không biết thì thấy nó khó chứ chừng biết rồi. Trụng á, trụng cái nước trụng nó rồi cái là trụng xong rồi cái hút muối bỏ vô trong cái nước trụng nó nếm cho mặn mặn vậy đó. Nếm độ vừa mặn mặn thôi. Đừng mặn quá. Đừng mặn quá mà đừng lạt quá, mặn mặn vậy đó là vừa đó. Lạt thì nó mau thúi. Ồ vậy đó hả? Ừ. Nó mặn thì nó lâu ăn mà ăn lâu được. Lâu được nhưng mà mỗi lần ăn cái mình xả nó. Xả lại. Rửa lại. Thì ra là vậy đó, rồi bây giờ cái nước muối mà hôm nấu để đó, đó bây giờ nó thắng cái này nè, rồi đổ vô nước muối đó, rồi đổ vô trong cái hũ dưa cải đó. Cải nãy đó mình muốn dưa cải vàng là mình phải thắng cái nước đường này, cái bẹ nó vàng nhín hả? Cái bẹ nó vàng, còn mà không thắng đường nó cũng vàng, mà nó vàng cái màu không đẹp, vàng lợt phải không? Vàng, nó vàng lợt đó, nãy nó cũng có màu rồi đó. Cái nồi nước dưa cải đó đó cái mẹ múc, giờ mẹ múc mẹ bỏ vô trong cái hạt dưa cải hồi nãy ở trong đây tối hù quay không thấy gì chưa, bắt nè 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 nó dở rút vô. Giờ mẹ múc cái nước dưa cải trụng hồi hôm á, mẹ bỏ muối rồi, giờ mẹ bỏ vô trong cái hạt dưa cải hồi nãy. Tính đổ đường vô chung luôn nhưng mà thấy cái nước nó nhiều quá sợ dư hồi bỏ có đường uổng. Bỏ vô nồi hay bỏ vô đây gì cũng vậy thôi à. Đi chơi à, để chơi à. Đi.
chế nước về nó không có lỏng mà nó đặc quá. Kẹo quá mẹ ngồi có tan kẹo ngồi đó.